Ok, và ngày hôm nay chị mình sẽ mổ xẻ từng cái problem cho mọi quý anh chị, và chị mình sẽ đi sâu vào một vài cái problem chính thôi. Nếu mà nói về nhiều problem đó thì mình nói đến ngày mai chưa hết được. Ok, thì cái problem chính á mà chị mình muốn nói tới cho mọi người đó, chị mình sẽ nói về cái problem và sau đó chị mình sẽ đưa cái solution, đưa cái giải pháp cho mọi người. Cái problem đầu tiên mà chị mình thấy mọi người đó, đó là buy at wrong price, là quý anh chị mua lộn giá. Thí dụ như là khi mà chị mình đưa ra những cái lệnh của Link, chị mình đưa cái giá 12.80 đi, và chị mình nói ví dụ như là mình có thể 2x hay là 1x short, nhưng mà quý anh chị đó, có vài quý anh chị mua cái đồng, giả sử như là Link đi, mua được 11.50, có nhiều quý anh chị mua được 11.20 luôn. Tại vì á, khi mà đã miss out cái lệnh này của chị mình rồi, xong rồi mua luôn, sợ là giống như là mất đi cái giá, mua luôn luôn. Cái điều này là cái điều cấm kỵ vô cùng, không nên làm. Nếu mà thực sự quý anh chị đã miss out cái lệnh của chị mày rồi đó, một là không mua, còn hai á, nếu mà muốn mua đó thì make sure á, cái giá nó cũng gần với cái giá của chị mày thì ok. Hay là thậm chí ngày mai, ngày mốt quý anh chị thấy được cái giá nó tương tự như vậy, quý anh chị có thể mua cũng không sao. Còn nếu mà quý anh chị có long, ví dụ như là chị mày đưa ra một cái lệnh gọi là Polygon, long ngay cái lúc 62 cent, là giá tốt, mua vào thì tốt, chúc mừng quý anh chị. Nhưng mà có nhiều người á, sau khi không mua được cái giá 62, mua luôn cái giá 67 cent luôn, đó, mua luôn cái giá 66 cent luôn, đừng có làm như vậy. Nếu mà quý anh chị không mua được 62 cent, đúng không, ví dụ quý anh chị mua có thể mua là giá 62.7, là thậm chí 63 cũng không sao, miễn cưỡng 63 cũng không sao, nhưng mà đừng có mua đến 66, 67 FOMO mua. Ok, và cái solution là như thế này, đây là cái giải pháp nè. Khi mà quý anh chị miss một cái lệnh mua và bán của Jimmy, quý anh chị phải đợi đúng cái giá hay là gần cái giá đó, hay là thậm chí cái giá tốt hơn. Thí dụ khi mình chỉ bị nói là short cái đồng Link 12.80 cho đến 13 đồng, mà quý anh chị thấy được á là mình bận gỗ, mình làm quá, mình không có thời gian, thì cái Link nó lên khoảng chừng 13.50, quý anh chị có thể mua được. Thật sự như vậy, giá nó tốt hơn quý anh chị có thể mua được, nhưng mà cái giá mà nó không tốt hơn nó quý anh chị phải đợi. Ok, Polygon cũng như vậy, nếu mà quý anh chị thấy được cái giá mà chị bị đưa là 62 mà nó rớt xuống 61, quý anh chị có thể mua được, nhưng mà quý anh chị nó lên tới 66 cent, đừng có mua, đừng có FOMO mua, đợi lại. Ok, thì bây giờ chị mình recap lại, khi quý anh chị miss một cái lệnh của chị mày rồi đó, thì quý anh chị phải đợi cái giá tốt hay là gần cái giá tốt hay là cái giá tốt hơn để quý anh chị mua. Don't enter not good price, đừng có vào cái giá không tốt. Tại vì á, có rất là nhiều cơ hội trong thị trường crypto này, mất cái lệnh này có cái lệnh khác, cho nên quý anh chị không cần phải FOMO, rất là nhiều cái lệnh khác nha quý anh chị. Cái problem số 2 mà chị mình thấy được của nhiều người là như thế này nè, sẵn đây chị mình nói luôn, đó là FOMO buy when not certified, or worse, don't know how to long and short yet and haven't watched my Smart Trade Masterclass. Có nhiều người á, chị mình cũng nói lại thêm một lần nữa là thấy những cái lệnh của quý anh chị bỏ vào trong đây, thực sự ra những cái screenshot chia sẻ là để tạo động lực cho mọi người, chia sẻ những cái thành tựu và sau đó mình celebrate, nhưng không có nghĩa là những cái screenshot đó nó tạo cái hiệu ứng FOMO cho quý anh chị, và đặc biệt là những ai chưa có được certified, mới vào trong chương trình này, mới sign up luôn, sau đó là quý anh chị đầu tư vào. Cho nên á, chị mình thấy được có những anh chị thấy được những cái lệnh chưa được certified, đầu tư luôn, đừng làm cái điều đó. Và nếu quý anh chị còn tệ hơn nữa, giả sử là chưa biết cách short và long, mua luôn, giả sử như vậy, là không được certified, đầu tư luôn. Giả sử có rất là nhiều người, chị mình biết được là trong cái nhóm mình nó không có nhỏ, hơn 200 mấy người rồi, và chị mày không thể nào kiểm soát từng người được, nhưng mà cái mà chị mày có thể làm được đó là chị mày có thể nhấn mạnh nói tới nói lui cho mọi người biết được, và sau đó chị mày có những các bạn technical, có những cái người crypto expert để certify kiến thức của quý anh chị để giảm được sự rủi ro. Ok, và chị mày sẽ nói điều này, reason one why is bad, cái lý do tại sao á, những cái người mà chưa được certify và đầu tư liền và đầu tư nhiều đó, tại sao nó không phải là một điều tốt, để chị mình mổ xẻ và phân tách cho mọi người. Cái lý do đầu tiên á, tại sao nó không phải là điều tốt, nói cho quý anh chị đừng có buồn. Khi mà mình chưa được certify, mình chưa có kiến thức đó, mà mình đầu tư số tiền nhiều đó, thì cái điều đầu tiên quý anh chị bị phải đó là điều gì? Quý anh chị không biết cách áp dụng chuẩn công thức 50-30 của chị mình để được tối ưu cái lợi nhuận. Có nhiều người họ nghĩ là họ biết cách áp dụng công thức 50-30, thì cái lý do tại sao nó bad, tại vì khi mà một cái đồng coin á mà nó rớt xuống, mình không biết cách trung bình giá nó như thế nào, hay là khi mà mình sốt nó bay lên, mình cũng không biết cách trung bình giá nó như thế nào, thì mình sẽ rất là rủi ro, và mình sẽ không biết cách tối ưu cái lợi nhuận của mình ra sao, thì mình á sẽ bị mất tiền. Ok, mình sẽ bị khủng hoảng. Cái lý do số 2 á, mà khi mà mình chưa được certify, mình cũng chưa có kiến thức mà mình đầu tư đó, là don't know how to buy and sell. Tại vì á, đôi khi á là mình phải bán cho nhanh, đúng không, mà mình không biết cách bán nữa, bây giờ contact technical xong không hỗ trợ nữa, không cần phải tự tình làm cái điều đó, giả sử như vậy. Cho nên á, đó là cái lý do tại sao nó bad, và thậm chí mình không biết cách làm sao mình mua cái lệnh của chị mày đưa vào nữa. Cho nên á là từ từ. Cái lý do số 3 tại sao á, nó là cái điều không tốt, khi mà mình đầu tư mình chưa được kiến thức, mình chưa được certified, và mình chưa được những cái sự gọi là kiến thức của chị mày mà dạy đó ở trong đây. Tại vì trong đây là kho tàng kho báu mà chị mày dạy cho quý anh chị
kiến thức của chị mình nằm trong đây, nhưng mà đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Chị mình có một cái phần khác nữa dạy cho quý anh chị trong cái phần Seven Club, nhưng mà chị mình muốn nói tới đó, một cái kho tàng kho báu kiến thức của chị mình dạy, nhưng mà khổ nỗi của chị không coi, xong rồi ủa vô đầu tư luôn, xong rồi đến gì, lý do số 3 tại sao nó bad khi không được certified, panic sale là khi mà cái đồng côn mà mình đang sốt nghĩ là chỉ bị đưa cái giá tốt, nhưng mà tình trạng xấu nhất nó vẫn xảy ra, đồng côn nó gớt xuống, mình sợ quá, ôi thằng gác mới đầu tư sao mà sao nó bay dữ vậy ta, không biết cách áp dụng công thức, sau đó mình sợ hãi và sau đó là mình cut loss. Thí dụ quý anh chị mua cái đồng côn gas ngay lúc 6.50 đến 6.80, nó bay một phát giả sử lên tới 8.85 luôn, mình sợ quá, mình cắt lỗ luôn. Chị mày muốn nói cái điều này để giảm đi cái sự rủi ro cho quý anh chị để không bị mất tiền, ok, và mình đầu tư chuẩn. Thì á, khi mà mình không được certified á, mình cái cơ hội mình sẽ panic sell, thậm chí những người certified luôn đó vẫn bị panic sell luôn, nhưng mà nó giảm đi cái sự rủi ro, tại vì những người certified nhưng mà chưa có thực hành vài lần thì cũng sẽ bị khủng hoảng. Hoặc là quý anh chị sẽ bị điều gì, don't know how to cut loss at the right time. Ví dụ khi mà chị mình dạy trong cái chương trình này đó, chị mình chỉ cách là khi nào cần phải cut loss. Và nếu mà quý anh chị đầu tư mà không có sự hướng dẫn của chị mình đó, là quý anh chị ví dụ như là chị mình đưa những cái lệnh ra trong buy and sell, chị mình nói là cắt lót thằng Solen nè, 38 đồng cắt lót, chị mình đưa vài cái lệnh ra cắt lót, nhưng mà quý anh chị mới quá, quý anh chị đầu tư vào, quý anh chị không biết đầu tư vô 10.000 đô, xong rồi sau đó quý anh chị cũng không biết cắt lỗ như thế nào, sau đó quý anh chị quên luôn, thì bắt đầu mình sẽ mất tiền. Giả sử như vậy, nó có nhiều cái tình huống xảy ra. Ok, đó là cái điều số 2 problem mà chị mày thấy được, cho nên nó chị mày khuyến khích anh chị đừng làm những cái điều đó, đi từ từ thôi. Lưu ý nè, cái điều số 3 đó là gì, là win back lost money quick, Donkey Kong without patience. Ok, chị mày sẽ giải nghĩa cái phần này cho mọi người. Có những cái anh chị em đó là mình thua những cái đồng côn, mình long mình short, mình thua tiền đi, mình không tuân theo quy tắc, mình thua tiền, là thậm chí là mình đầu tư lỗ, mình thua tiền, hay bấm lỗ nút thua tiền, sau đó mình nói là hãy lấy lại những gì đã mất, là quyết chiến để lấy lại những gì đã mất, và sau đó là phải trả thù phục thù lại luôn, thì á là mình làm điều gì, là mình á hăng say hơn thua cho bằng được. Đập hồi bữa là mình thua 5.000, bây giờ mình chơi vô 10.000 luôn, thua 10.000, bây giờ chơi vô 15-20.000 luôn, có nghĩa là mình có một cái tâm thế là thay vì mình từ từ phải lấy lại tiền theo cái quy tắc đầu tư, nhưng mà bây giờ là mình đã thua rồi, mình phải tìm mọi cách lấy cho bằng được. Thì cái lầm lỗi số 3 mà nhiều người mà chị mình thấy được là điều gì, là họ nhảy như là một con monkey và Donkey Kong without patience, là không có sự kiên nhẫn. Có nghĩa là gì, sau khi họ mua một cái đồng coin và chuẩn luôn rồi đó, tốt luôn rồi, và sau khi khoảng chừng 2-3 ngày hay là một tuần lễ, họ nói chán quá đi mấy cái đồng coin kia, thấy anh chị em nào cũng thắng tiền hết, ai cũng bỏ vô thắng tiền hết, còn cái đồng coin mình lụm vô cái nó nằm bữa đến giờ nó không bay đâu hết, ôi mình cắt lỗ con này luôn đi, thôi mình để mình nhảy qua con khác, thấy anh kia đầu tư thắng tiền quá, mình thôi nhảy qua con khác đi, nhảy qua cái lệnh mới của chị mày đi, nó mệt mỏi quá, con này lâu quá rồi, mình động vốn mình ở đây luôn. Giả sử như vậy thì á, chị mày đưa một cái điển hình cụ thể, giả sử như là cái con odd mình mua vào cái giá khoảng chừng 1.05 đồng, mình đợi hoài nó không xuống, nhưng mà đến ngày hôm nay á, mình nói chán quá cắt lỗ luôn đi đó, nhưng mà mình vừa cắt lỗ xong mình qua con khác á, mình đầu tư con khác lại mình thua tiền, cái con o này tự động nó xuống cái còn 96 xe, nói trời ơi mình đợi chút nữa thôi là con này nó thắng tiền rồi, đúng không? Và sau đó giả sử như là những anh chị em nào, chứ mình nói thí dụ thôi, mua những cái đồng ni hồi xưa cách đây chừng một tháng mấy, khi mà chị mình nói là cái thằng ni rất là tốt để mua giữ đi, sau đó chị mình nói là thằng Batic tốt, giả sử như là giá 55 cent, mua giữ đi, ARB rất là tốt, mua giữ đi 78 cent, chị mày ơi, mua giữ hoài nó không bay cả tháng trời, nó không bay hết tháng rưỡi luôn mày cũng không bay, chị mày nói giữ tiếp đi, đồng cô này tốt, tháng một tháng không bay có thể giữ tới 2 tháng, sau đó là có những anh chị em nghe chị mày giữ sau đó thắng tiền, nhưng mà có nhiều anh chị nói chán quá đi thôi cắt lỗ luôn đi, thôi đầu tư cái con khác cho nó khỏe, xong rồi lấy cái tiền mà mình cắt lỗ đó của những cái đồng cô này 78 cent ba đợt, xong rồi ủi qua một cái con trend coin nghĩ là nó thấp nó tốt, sau đó mình short cái con trend coin đó, giả sử như lỡ tay đụng vô con Loom luôn lỡ tay đụng vô con Loom hay con TRB luôn là bơi tài khoản luôn, giả sử như vậy. Thì chi mày đang muốn nói với quý anh chị đó là không biết có ai trong cái nhóm này giả sử hay là trước đây đã đầu tư bị cái tình trạng như thế này hay không. Mình đầu tư đúng một đồng coin, nó chăm vốn mình trong vòng 1-2 tháng và đồng coin tốt, sau đó mình chịu không nổi, mình run out of patience. Cái này chi mày chưa nói vài ngày nha, run out of patience, và lấy tiền đó mình dạy qua con khác trong lúc cái con nó tốt, và sau đó mình mất trắng, mất giống là chày lẫn, cái việc tiếng Việt Nam mà nói là mất giống là chày lẫn gì đó. Ok, thì trong đây có ai hiểu được cái ý của chị mày muốn nói hay không, hay là ai đã từng trải nghiệm rồi